Chào bạn, tôi là Nguyễn Văn Sơn, là sáng lập của hệ thống Học viện Toán Sơ Đồ. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số các câu hỏi mà các bạn hay thường gặp trong quá trình mà tư vấn với đối tác, với khách hàng, với phụ huynh và những người khác khi muốn tìm hiểu về Toán Sơ Đồ. Thì chắc hẳn các bạn sẽ rất hay gặp một câu hỏi đầu tiên, có nghĩa là Toán Sơ Đồ là gì? Và đây là một trong những câu hỏi mà bản thân tôi trong quá trình mà tư vấn và gặp gỡ rất nhiều những đối tác, những khách hàng đã từng được gặp. Thì tôi đúc kết ra được một cách thức trả lời rất đơn giản như sau. Để cho giúp cho phụ huynh là những người họ không có nhiều kiến thức học thuật thì họ có thể hiểu một cách đơn giản. Toán sơ đồ có nghĩa là các con sẽ được học toán bằng phương pháp ứng dụng sơ đồ tư duy. Để giúp cho các bạn đạt được 4 cái đầu ra như sau. Thứ nhất, rèn luyện kỹ năng tổng hợp và ghi nhớ kiến thức để giúp con tự tin hơn với những nền tảng và khắc sâu các kiến thức ở trên trường trên lớp. Số 2 là giúp cho con hình thành được thói quen có mục tiêu và có kế hoạch trong học tập cũng như là trong cuộc sống. Và số 3 là hình thành kỹ năng giải toán để giúp cho các con rèn luyện cái năng lực tư duy để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Và cuối cùng là rèn luyện về nhân cách sống, về ý nghĩa, giúp cho các con ấy hiểu được cái giá trị của cuộc đời thông qua ba cái văn hóa cốt lõi, đó là đạo đức, đó là trí tuệ và đó là nghị lực. Thì đó chính là câu hỏi đầu tiên, toán sơ đồ là gì? Và sau đó thì chắc hẳn phụ huynh họ sẽ rất là quan tâm tới việc vậy thì đây là một đơn vị, một trung tâm dạy toán thì một tiết học toán sẽ được như thế nào? Thì tôi muốn giới thiệu với bạn đây là cuốn sách Toán Sơ Đồ, là tài liệu để các con học trong mỗi buổi học. Khi các bạn tư vấn với các phụ huynh thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho tôi, đó là chúng ta có thể chia sẻ với phụ huynh. Bước đầu tiên, với mỗi một tháng học tập thì các con sẽ có cái kế hoạch học tập tháng như thế này. Và với kế hoạch học tập tháng này sẽ rèn luyện cho con học sinh cái thói quen đầu tiên, đó là biết cách thức thiết lập mục tiêu học tập của tháng. Và có đến 7 cái hạng mục các con thiết lập mục tiêu, đó chính là mục tiêu về đạo đức, mục tiêu sức khỏe, mục tiêu về lương, mục tiêu về gia đình, mục tiêu học tập, mục tiêu giải trí cũng như là mục tiêu về thói quen tốt. Và các bạn sẽ được thiết kế đặt mục tiêu của mình ở bên cột thứ hai. Và hàng ngày khi các con làm thì sẽ đánh một cái dấu tích nó vào cái ô theo thứ tự tuần 1, tuần 2, tuần 3 và tuần 4. Các thầy cô mỗi một tuần sẽ kiểm tra, đánh giá và tổng hợp cái kết quả về kế hoạch học tập của các con học sinh. Bên cạnh đó sẽ giúp cho các bạn sửa từ chưa có biết cách thiết lập mục tiêu đúng, biết rồi các con sẽ có được cái cách để các con thiết lập mục tiêu đúng. Và cái quá trình này sẽ được diễn ra hàng tuần để giúp cho các con rèn luyện cái thói quen là một học sinh có mục tiêu và sau này các bạn là những người có lý tưởng sống. Thế thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn một chương học, một tiết học nó sẽ cụ thể như thế nào. Thì xin mời bạn, chúng ta khi tư vấn cho phụ huynh các bạn có thể dở một tiết học bất kỳ. Đó, như trong cuốn sách của tôi đang cầm ở đây, đó là cuốn Toán Sơ Đồ 4 tập 1. Có nghĩa là cuốn này là cuốn dành cho học sinh lớp 4 tập 1. Khi tôi dở một tiết bất kỳ, ví dụ như là tiết số 2, thì bạn có thể chia sẻ với các phụ huynh. Đó là với mỗi một tiết học thì bắt đầu các con học sinh sẽ được thiết lập một phần, đó là phần mục tiêu chiến binh. Thông qua quá trình này thì thầy cô sẽ rèn luyện cho các con về thói quen có mục tiêu trong từng buổi học một. Và đến cuối buổi thì các thầy cô lại giúp cho các con về tổng kết mục tiêu bài học và có đúc kết được những bài học về đạo đức, về trí tuệ, về nghị lực. Và bên cạnh đó thì các thầy cô cũng sẽ rèn luyện cho con về cái thói quen, đó là thập lập thời gian biểu học tập để giúp cho các bạn biết cách thức phân bổ những bài tập mà còn lại cần hoàn thành khi mà về nhà. Và các thầy cô định hướng cho các con về những mục tiêu, những nội dung của buổi ngày hôm sau để giúp cho các con rèn luyện sự chủ động để các con chuẩn bị bài cho các buổi ngày hôm sau. Và sau khi mà các thầy cô đã rèn luyện cho con có thói quen mục tiêu rồi thì lúc đó buổi học sẽ được bắt đầu bằng một trò chơi. Ý nghĩa của điều này đó là giúp cho các con mỗi một buổi đến lớp, đến trường sẽ cảm thấy vui để học và học được tham gia bằng những trò chơi. Đó. Khi mà bắt đầu tham gia trò chơi này thì các con sẽ được khởi động bằng một cuộc thi. Đó. Ví dụ như trong bài học ngày
hôm nay của tôi, đó là bài học về các số có 6 chữ số, hàng và lớp, so sánh các số có nhiều hơn chữ số. Thì các con sẽ được khởi động bằng một cuộc thi, đó là cuộc thi siêu trí nhớ. Trong đó thì các bạn sẽ có 1 phút để ghi nhớ các hình ảnh dưới đây. Đây là những cái hình ảnh đó. Và các bạn cần phải ghi nhớ được chính xác những đồ vật, những sự vật có trong hình ảnh này. Và các bạn ghi vào đâu? Các bạn sẽ ghi sang bên này. Và các bạn có thời gian là 2 phút để ghi. Bình thường các bạn sẽ chưa biết nguyên tắc để ghi nhớ các hình ảnh này. Thì các con có thể ghi nhớ được 10, 12, 14, 16, thậm chí là có những bạn ghi nhớ tốt hơn. Thế nhưng mà sau đó thì các thầy cô sẽ hướng dẫn cho các con để cách thức và phương pháp ghi nhớ các cái hình ảnh này bằng việc là các thầy cô sâu chuỗi thành một câu chuyện để vừa giáo dục về ý nghĩa đạo đức, vừa giáo dục về nghị lực của các con hướng tới lòng biết ơn, cái sự hiếu thảo và giúp đỡ bố mẹ bằng những công việc gia đình, để thông qua đó giúp các con ghi nhớ được những hình ảnh này. Và từ đó thì cũng là một cách thức để vừa rèn luyện về nhân cách sống cũng như là rèn luyện ba cái chỉ số chính cho con học sinh, đó là chỉ số IQ, EQ và chỉ số AQ. Và với bài học tiết 2 thì như vậy. Chứ còn bài học tiết 3 thì như thế nào? Bài học tiết 3 thì các bạn sẽ được khởi động bằng một cuộc thi siêu tính nhẩm ở đây. Ví dụ như là các con sẽ có thời gian là 1 phút để tính nhẩm 20 phép tính này. Và sau cái quá trình tính nhẩm 20 phép tính này thì các thầy cô sẽ đánh giá theo mức độ sao của các con học sinh và từ đó đưa ra một lộ trình để rèn luyện cho các con. Đó. Và sau khi mà các thầy cô đã giúp cho các con một cái sự khởi động về não bộ thì lúc đó, đó chính là tiến trình về hình thành chủ đề bài học. Thì hình thành chủ đề bài học đó chính là các con sẽ được nhập vai để trở thành các nhà bác học lý, để tham gia vào quá trình hình thành hoạt động cái chủ đề bài học. Và qua cái quá trình bằng việc các con tham gia những tình huống thực tế mà các thầy cô là những người tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong lớp học, thì các con sẽ hình thành lên được cái quá trình tạo dựng được số. Và đương nhiên trong quá trình đó thì các con sẽ có những mục để giúp cho các con rèn luyện tư duy sáng tạo. Đó chính là những phần góc sáng tạo và những phần để các con đúc kết được khái niệm chủ đề bài học qua góc tư duy này. Đó. Và một lần nữa thì các con sẽ được khắc sâu cái phần nội dung các bài kiến thức cần nhớ qua mục, đó là mục kiến thức cần nhớ. Với mục kiến thức cần nhớ này thì các thầy cô đã thiết kế để giúp cho các con dễ dàng tiếp cận và khắc ghi nhớ nội dung kiến thức ở một cách trọng tâm nhất. Đó, thì đây, đây là những cái phần nội dung kiến thức. Thế thì qua cái quá trình này thì các con sẽ được vẽ lại toàn bộ cái phần tổng hợp nội dung kiến thức đó bằng một cái công cụ, đó chính là công cụ sơ đồ tổng quan, thông qua việc các con trả lời 4 câu hỏi chính: Why, What, How và Action. Thế thì các con sẽ vẽ ở đâu? Thì các con sẽ vẽ ở mục phần vẽ sơ đồ tổng quan. Với trước khi các con vẽ sơ đồ tổng quan thì đã có một trang tài liệu để hướng dẫn các con về nguyên tắc cách thức vẽ sơ đồ tổng quan, và các con sẽ vẽ vào những phần này qua hoạt động, đó là thi vẽ và thi tổng hợp nội dung kiến thức của các con học sinh. Và sau khi các con đã hoàn thành xong bài thi tổng hợp kiến thức bằng hình thức vẽ sơ đồ tổng quan thì các thầy cô sẽ đưa ra sơ đồ tổng quan mẫu để giúp cho các con có một cái nhìn và có một cái sự so sánh kiểm tra, để từ đó giúp cho con bổ sung thêm các phần kiến thức mà các con vẫn còn thiếu và yếu. Thì đây chính là cái sơ đồ tổng quan đó. Rồi. Bên cạnh đó thì đến với tiết học số 2, đó là tiết luyện tập. Khi mà tiết luyện tập thì các thầy cô sẽ rèn luyện cho con về kỹ năng giải toán thông qua các thử thách. Thông qua với những cái thử thách này thì có thử thách từ cơ bản đến thử thách phát triển và thử thách ở mức độ chuyên sâu, để đánh giá rèn luyện cho con từ mức độ cơ bản nhất cho đến mức độ nâng cao. Thế thì với mỗi một bài toán khi các con luyện tập thì các thầy cô sẽ giúp các con rèn luyện những cái kỹ năng gì? Đó là số 1, là với rất nhiều các con học sinh, các con bị khó khăn ở trong việc phân tích và đọc các dữ kiện, thì các thầy cô sẽ giúp cho con chuyển từ cái dữ kiện về từ chữ thành số và thành hình ảnh. Đây ạ. Như các bạn cũng nhìn thấy rằng là các bài toán đều ở dạng hình ảnh. Thì các thầy cô đã có một cái sự giúp hướng dẫn cho các con để các con hình thành được các cái phần đó rồi. Tiếp theo là với mỗi một bài toán thì các thầy cô lại tiếp tục hướng dẫn cho con về tư duy giải bài tập. Tư duy giải bài tập là cái quá trình mà phân tích các cái dữ kiện bài toán để các con rèn luyện cái khả năng phân tích, khả năng đánh giá, và từ đó thì tìm được ra những cái cách thức hướng dẫn về phương pháp
giải bài tập nó được tốt nhất, tối ưu nhất. Và cuối cùng là các bạn sẽ trình bày các bài tập của các con ở đây đó. Thế bên cạnh đó thì sẽ có một phần, đó là phần đồng hành cùng với con và phần hoạt động ứng dụng thực tế. Ví dụ như bài toán này thì sẽ có một phần hoạt động ứng dụng thực tế, đó là một tình huống rất là hay, là cho con 200.000 đồng để con đi chợ giúp mẹ mua đồ nấu canh chua cá chép đấy cho buổi tối của gia đình mình. Thì với cái tình huống thực tế này thì các con sẽ thể hiện cái tư duy giải quyết vấn đề qua cái việc các thầy cô đã hướng dẫn các bài tập để các con giải quyết được các vấn đề, đó là chuẩn bị thực đơn cho buổi tối này rồi. Và cuối cùng đó là các thầy cô cũng sẽ hướng dẫn cho các con về những bài học giá trị đạo đức. Ví dụ như tiết 2 của chúng ta ngày hôm nay ở đây thì các thầy cô sẽ hướng dẫn cho con về một cái hoạt động, đó là đọc, suy ngẫm và nêu ra những cảm nhận của mình về những bức tranh nhân quả như thế này để giáo dục đạo đức và giáo dục giá trị sống cho các con học sinh. Cuối buổi thì các thầy cô sẽ báo cáo với phụ huynh và đánh giá về hoạt động kết quả học tập của con thông qua một trang, đó là trang nhật ký học tập. Với trang nhật ký học tập này thì các thầy cô sẽ đánh giá tổng thể toàn bộ tất cả các quá trình học của các con học sinh ở tại lớp, bao gồm có hoạt động rèn luyện não bộ, hoạt động nội dung bài học, hoạt động mà ứng dụng cái phần nội dung kiến thức đó đồng hành cùng với con, thì các thầy cô sẽ đánh giá nó vào ở mục này. Và với các bạn học sinh đạt cho đến xuất sắc thì có nghĩa rằng buổi ngày hôm đó các con học sinh đã đạt yêu cầu về một buổi học của toán sơ đồ. Còn với các bạn học sinh mà ngày hôm đó chưa đạt, cần học bổ trợ, yếu, thì lúc đó ngay lập tức các thầy cô sẽ liên hệ với gia đình để bố mẹ tạo điều kiện giúp cho các con học sinh có những buổi học bổ trợ để hoàn thành cái nội dung kiến thức của ngày hôm đó. Về mặt chất lượng trong từng buổi học thì các thầy cô sẽ dựa vào cái đơn vị, đó chính là số lượng bài tập làm đúng trên tổng số lượng bài tập, để đánh giá về mức độ hiểu bài, đánh giá về kỹ năng làm bài của các con học sinh hơn. Rồi, thì đây chính là một cái tiết học nó sẽ được trải qua cơ bản như vậy, thì tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Và tương tự với tất cả các tiết học khác thì nó cũng sẽ đều có một cái module như vậy. Và các con học sinh sẽ được rèn luyện về cả bốn cái kỹ năng đầu ra. Và có một điều nữa thì khi thông thường hay tương tác với các bậc phụ huynh thì tôi có thấy rằng là rất nhiều các bậc phụ huynh sẽ có một cái thắc mắc, đó là vậy thì giáo viên của tại Học viện Toán Sơ Đồ sẽ là những ai, được đào tạo bằng những cái quy trình bước như thế nào. Thì trao đổi với các bạn, khi mà chúng ta tư vấn cho phụ huynh thì chúng ta sẽ có hai ý mà chúng ta cần nổi bật với đội ngũ các thầy cô giáo viên ở tại Học viện Toán Sơ Đồ. Nhất là các thầy cô đều là những thầy cô tốt nghiệp trình độ sư phạm toán, có kinh nghiệm từ 2 đến 3 năm trở lên và được đào tạo thông qua 4 khóa học chuyên sâu. Thứ nhất, một là khóa học về kỹ thuật dạy và học toán sơ đồ, thì các thầy cô sẽ được đào tạo về chuyên sâu tất cả những kỹ năng, kỹ thuật để giúp cho các con học sinh đạt được những đầu ra và cách thức để tạo động lực, cách thức để quản lý lớp học, cách thức để giúp cho các con học sinh sử dụng thành thạo những công cụ tư duy. Đó, thì qua các khóa học đó thì các thầy cô sẽ rèn luyện được cái kỹ năng đấy. Và khóa học số 2 đó chính là khóa học về người gieo trồng hạnh phúc, để chia sẻ và trao đổi với các thầy cô để các thầy cô đầu tiên sẽ khám phá được ra cái sứ mệnh, khám phá được ra cái ý nghĩa về công việc của chính các thầy cô và thấm nhuần sâu sắc hơn về ba văn hóa đạo đức, trí tuệ và nghị lực, để từ đó các thầy cô có một nguồn cảm hứng để chia sẻ và truyền cho con học sinh. Bên cạnh đó thì các thầy cô cũng sẽ được đào tạo những khóa học chuyên sâu về phát triển kỹ năng và phát triển năng lực, để biết cách thức quản lý lớp học, biết cách thức mà tổ chức cũng như là cách thức mà soạn giáo án, chuẩn bị nội dung tốt nhất cho những buổi học. Thì đó chính là một số các thông tin về mặt giáo viên. Và sau khi mà chia sẻ ba cái điều này rồi thì tôi hay thường hỏi các bậc phụ huynh, đó là vậy thì thưa anh chị, là anh chị có thấy là những điều mà em vừa chia sẻ có thể giúp ích được cho con học sinh và tạo được cho con về những cái giá trị để các con có thể rèn luyện được khả năng về mặt tư duy hay không? Thì các anh chị đều thông thường hay trả lời là có. Và sau khi mà trả lời xong như vậy thì tôi nói với anh ấy rằng là, hoặc các anh chị phụ huynh rằng là, vậy thì các anh chị có mong muốn biết được rằng những cái bước để con có thể có cơ hội được trở thành một học viên tại Học viện Toán Sơ Đồ hay không? Đó. Và
Khi đó thì tôi có cơ hội được chia sẻ với các anh chị đấy về quy trình 6 bước để các con có thể trở thành một học viên tại Học viện Phán Sơ Đồ, bao gồm có bước đầu tiên là bước test đầu vào. Thì với một học sinh toán, học sinh khi mà tham gia tại Học viện Phán Sơ Đồ thì các con đều phải test đầu vào, bao gồm có bài test về mặt kiến thức và bài test về mặt tư duy. Và với hai cái bài test về mặt kiến thức và test về mặt tư duy này sẽ giúp cho các con để phân loại trình độ các lớp, đó là lớp A với trình độ cơ bản và lớp A cộng với trình độ nâng cao, và cũng để đo lường và đánh giá về sự tiến bộ của con thông qua một khóa học tương ứng với một kỳ đó. Và bước số 2 là bước các bạn sẽ được học chính, và một tuần thì các bạn sẽ học 2 buổi, và mỗi một buổi sẽ là 2 tiết học và kéo dài thời gian là 90 phút để các con sẽ học nắm vững và chắc các phần nội dung kiến thức của vừa trên trường trên lớp, nhưng đồng thời lại gì ạ? Phát triển năng lực tư duy. Thì đấy là các con sẽ được học các buổi học chính như vậy. Bên cạnh thì có những buổi mà các bạn chưa đạt thì lúc đó các con sẽ được các thầy các cô ở tại Học viện Toán Sơ Đồ bổ trợ cho các con để giúp cho các con tự tin với các phần kiến thức hơn. Bước số 3 đó là các con sẽ được các thầy cô báo cáo về kết quả học tập. Thì sẽ có 3 hình thức báo cáo, và một đó là hình thức báo cáo thông qua việc hàng ngày các thầy các cô sẽ báo cáo và tương tác với phụ huynh thông qua mục đó là nhật ký học tập đó, để giúp cho bố mẹ khi kiểm tra sách học của các con học sinh sẽ biết được rằng ngày hôm đó các con học cái gì, nội dung kiến thức ra làm sao, và đặc biệt hơn nữa là đạt được cái đầu ra và đạt được cái mức độ hiệu quả như thế nào. Bên cạnh đó thì với mỗi cuộc lớp học thì sẽ đều có một nhóm Zalo để tương tác với toàn bộ tất cả các quý phụ huynh của các con học sinh ở trong lớp đó. Thì mỗi một buổi học thì các thầy cô sẽ gửi lên đó về yêu cầu bài tập về nhà và những hình ảnh, những video của các con học sinh tham gia trong cái buổi học và lớp học của các con ngày hôm đó, để các bố mẹ cũng liên tục được cập nhật về tình hình học tập của con. Và cuối tháng thì các thầy cô sẽ có một bài báo cáo bằng một slide để gì ạ? Báo cáo chính xác về 4 cái kết quả đầu ra để đánh giá cái sự tiến bộ và hiệu quả của cái quá trình học của con học sinh ở tại học viện đó. Bên cạnh đó thì các con sẽ còn được rèn luyện với bước số 5, đó là hoạt động, những cái hoạt động để về kỹ năng sống, những hoạt động để rèn luyện về 3 cái giá trị để hình thành nhân cách sống cho con học sinh, và có những khóa học chuyên sâu hơn về ví dụ như là trại rèn luyện kỹ năng sống, hay là những chương trình rèn luyện kỹ năng sống định kỳ tổ chức với quy mô lớp học hay tổ chức với quy mô cơ sở hoặc cụm cơ sở, như là những chương trình như là ông vàng chăm chỉ, như là thiếu niên rèn luyện trưởng thành, hay là những chương trình làm việc tốt. Thì đó chính là những cái hoạt động rèn luyện kỹ năng sống để giáo dục cho con học sinh về 3 cái giá trị văn hóa đó. Thì đấy là những cái mà tôi muốn chia sẻ về Toán Sơ Đồ một cách cơ bản nhất, để hy vọng là các bạn sẽ có thêm những cái thông tin và mình tập trung để mình có thể chia sẻ những cái giá trị cốt lõi nhất tới phụ huynh. Rất là cảm ơn các bạn.